Đây là nhịp tim của em như này nhé. Nhịp tim đập đấy, tim của em bé đập. Đây là cái bụng này Mai này. Bụng. Đây chị cô chỉ cho em nhé. Đây là dạ dày của em bé này. Đây là tim này Mai. Em bé đang hiện tại đang là ngôi đầu nhé Mai nhé. Ngôi đầu ngay là ngôi thuận rồi đấy Mai. Em bé đang nằm sấp cột sống này. Hiện tại thai của Mai là được 38 tuần, ngôi thì thuận rồi em nhé. Tim thai tốt và con em bé thì được 3 cân mỡ. Thì chị thấy là phù hợp với cái cân nặng này và cái tuổi thai này. Chúc mẹ còn con vuông nhé. Cái tình trạng tim mạch của chị bình thường thôi nhé. Đấy, chị làm xong bên kia để chị về đâu nhé. Qua cái việc kiểm tra của chị Mai thì chúng tôi nhận thấy là hiện tại thì về tình trạng sức khỏe của chị thì nhìn chung là tương đối là ổn định. Thế tuy nhiên là của mình là có cái tình trạng là tăng đông máu do cái vấn đề là vừa là những tháng cuối của thai kỳ và hai nữa là vấn đề về do cái hậu Covid. Đông máu thì có thể đông ở bất kỳ vị trí nào của cơ thể. Nếu mà đông máu ở những cái cơ quan quan trọng như là não, như là tim thì những cái tình trạng đấy rất nguy hiểm và ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của mình. Và nếu mà đông máu đối với cái đường máu mà dành cho con của mình ấy, gọi là đường máu do thai ấy, thì nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng của con của mình. Chính vì thế nên chị cần phải nhập viện để điều trị dự phòng. Xin chào các mẹ, hôm nay thì mẹ Mai đã thăm khám xong rồi và sau một ngày phải làm rất là nhiều những cái xét nghiệm từ các cái chỉ số đông máu này, xét nghiệm tiền gây mê này, rồi là tất cả các thăm khám của bác sĩ ngày hôm nay thì các bác sĩ có khuyên mẹ Mai rằng là nên nghỉ ngơi và chính thức là sẽ nhập viện. Tại vì là với cái điều kiện tốt nhất cho bệnh viện thì mình sẽ kiểm soát được tốt hơn chỉ số đông máu. Hiện tại ngày hôm nay mẹ Mai thăm khám thì đang là 6.100, gần như là về cái ngưỡng cao nhất trong cái thời gian mà mình phát hiện ra từ ban đầu. Do vậy mình cảm thấy vô cùng lo lắng. Và các bác sĩ thì cũng có động viên rằng là nếu như mình tuân thủ tất cả các cái bước thăm khám từ nay cho đến 5 ngày nữa để mẹ Mai bắt đầu mổ để chào đón em bé thì cũng sẽ không quá là nguy hiểm. Do vậy mà lúc này thì mình rất là hy vọng mẹ và con sẽ gặp nhau trong sự khỏe mạnh, an toàn với ekip hỗ trợ của bệnh viện. Thì mẹ Mai rất là mong mỏi điều đó. Ngày mai thì mình bắt đầu vào mổ rồi nên là ngày hôm nay lấy máu để kiểm tra lại cái chỉ số Didymer xem là cái hiện tượng đông máu của mình đang diễn ra như thế nào. Hôm nay thì mẹ Mai đã nhập viện rồi. Bình thường khi mà đi mổ thì chúng ta chỉ cần nhập viện trước từ 4 đến 6 tiếng. Nhưng mà với trường hợp của mình thì các bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chỉ định cho mẹ Mai nhập viện sớm hơn, từ 2 đến 4 ngày để theo dõi. Tại vì với cái chỉ số đông máu thì cái độ an toàn rất là cần phải kiểm soát được. Và mình vừa mới lấy máu xong. Và ngày hôm nay thì bác sĩ cũng sẽ kiểm tra lại một lần cuối xem là chỉ số đông máu của mình như thế nào, để ngày mai khi mà bước vào ca mổ thì sẽ có được những cái giải pháp tối ưu nhất. Mình cũng hy vọng là ca mổ ngày mai sẽ thành công và không có một cái vấn đề gì xảy ra cả.